Xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái mạch đo pin. Đây là cái mạch đo pin rất là nhỏ gọn. Nó có tính năng cảnh báo cho chúng ta là điện áp của từng cell pin. Khi mà nó thấp hơn cái ngưỡng mà chúng ta cài đặt thì cái loa của cái mạch này nó sẽ kêu, nó sẽ báo cho chúng ta biết để chúng ta có thể dừng thiết bị và thay cái pin khác hoặc là mang cái pin đi sạc. Tránh trường hợp là chúng ta chơi quá nhiều quá lâu và khiến cái điện áp của pin nó sụt quá sâu xuống thì nó sẽ giảm dưới thấp hơn dưới cái điện áp chết, thì nó sẽ làm giảm tuổi thọ của pin hoặc là có thể là gây hỏng pin. Thì đối với cái sạc này thì với cái mạch này thì nó có thể đo được, vừa đo được pin nhé, đo được điện áp của pin, và thứ hai nữa là nó sẽ cảnh báo cho chúng ta khi mà cái điện áp nó quá thấp, nó sẽ cảnh báo cho chúng ta. Và cái thiết bị này có thể đo được pin từ 2S đến 8S. Ở đây là có 2, 4, 6, 8, 9 chân. 2, 4, 6, 8, 9 chân đấy. Thì đây là hai cái loa này. Đây là một nút bấm ở trên này. Và có phần mạch ở dưới. Đo pin thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái jack cân bằng này. Jack cân bằng này thì chúng ta sẽ cắm như thế. Bên này là dây dương này. Thì bên này, phía này nó sẽ là chân dương. Thì chúng ta sẽ cắm từ phía bên này sang đây. Chân này có 3 jack. Jack này có 3 chân. Thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Đấy, khi chúng ta cắm vào đây thì nó sẽ đồng hồ nó sẽ hiển thị on này, có nghĩa là tất cả này. Các bạn nhìn đấy. Các bạn nhìn một lượt đấy, mình sẽ sau đó mình sẽ nói. On có nghĩa là tất cả này là 7,773V và no 1 là cell 1 là 3,85V. Cell 2 là 3,86V. Rồi ạ. Đấy, thì đối với cái pin như thế này thì là nó tổng điện áp nó là 7,73V. Thì với cái pin 2S như thế là ok. Và cái điện áp chết của pin 2S nó rơi vào một cell pin nó sẽ là khoảng 3V. Thì chúng ta đừng để cái điện áp của chúng ta dưới 3V. Và khuyến nghị khi mà để khoảng 3,3V thì chúng ta bắt đầu sạc. Ví dụ 3,3V thì là tổng dung lượng pin nó sẽ là 6, điện áp của pin nó sẽ là khoảng 6,6V thì chúng ta nên sạc rồi. Chúng ta đừng để điện áp nó thấp quá, nếu mà thấp quá dưới điện áp chết thì khả năng là pin của chúng ta sẽ bị giảm tuổi thọ. Và thứ hai nữa là có thể là gây hỏng pin và cái cell pin nó sẽ không thể khôi phục lại được. Chính vì vậy mà một số anh em khi mà chơi lâu quá để điện áp thấp dưới điện áp chết và khi chúng ta sạc thì nó không thể sạc lại được nữa. Nó sẽ không thể sạc lại đầy được nữa. Và có một số pin thì nó sẽ không sạc được luôn vì là nó hỏng luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ nên sử dụng thêm cái mạch báo này. Thì nó rất là rẻ, nhỏ gọn, thì chúng ta có thể gắn vào thiết bị khi mà chúng ta chơi. Thì để khi mà cái điện áp nó thấp quá thì nó sẽ báo cho chúng ta, thì chúng ta biết để mà chúng ta dừng thiết bị lại và mang pin đi sạc. Tránh trường hợp là để điện áp quá thấp và nó sẽ gây hỏng pin và giảm tuổi thọ. Đây, còn set cái điện áp báo thì chúng ta bấm vào cái nút này. Đây, mình đang để 3,3V này. Chúng ta chỉ bấm vào đây thôi. Nó sẽ 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Bấm một lần nữa thì nó về off, có nghĩa là không thông báo, không báo nữa. Và chúng ta bấm tiếp là bắt đầu từ 2,7V này. Chúng ta sẽ để mức là 3V hoặc 3,3V. Đấy, thì khi mà pin của chúng ta chơi mà chúng ta điện, và tất nhiên khi chúng ta chơi thì chúng ta vẫn phải cắm vào như này nhé, thì nó mới báo được. Cái này thì cắm vào cái mạch này, còn cái này thì chúng ta cắm vào thiết bị của chúng ta, cấp nguồn, cấp điện cho thiết bị của chúng ta. Thì chúng ta để như này thì các bạn sẽ, khi mà điện áp của một cell pin ở dưới 3,3V thì nó sẽ, cái hai cái loa này nó sẽ kêu và chúng ta sẽ biết. Đấy, như thế thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không muốn cắm cái này vào đây liên tục, thì ví dụ chúng ta chơi lâu rồi chúng ta muốn kiểm tra lại cái pin của chúng ta còn bao nhiêu vôn thì chúng ta có thể cắm trực tiếp vào đây. Thì chúng ta có thể lấy cái jack này ra và chúng ta cắm vào đây nếu mà điện áp dưới 6,6V hoặc là điện áp của từng cell nó dưới 3V thì chúng ta nên ngừng thiết bị và đi sạc. Ok ạ. Thì nếu các bạn thấy là cái thiết bị này nó hữu dụng thì chúng ta nên mua, bởi vì nó rất là rẻ, nhỏ gọn, nó chỉ bằng to hơn một đầu ngón tay một tí thôi, rất là nhỏ gọn. Và cái thiết bị này hình như là mình đang bán với giá là 40.000 thì phải, hình như thế, mình không nhớ chính xác lắm.
bởi vì có quá nhiều sản phẩm nên cũng không được chính xác lắm. Thì anh em có thể tìm thấy cái sản phẩm này ở kho đồ chơi. Cái link Shopee thì mình sẽ để ở trên bài viết. Thì các bạn, nếu các bạn thấy cái video clip này hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ cho kho đồ chơi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.